Dạ, mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh anh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn em có về một số hoa giấy siêu bông, như là hoa giấy lá lớn ba màu, tím tía, ngũ sắc, tím bướm, hồng gân, đại phúc và những cây bonsai cẩm thạch . Em rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa thông qua số điện thoại mua hàng là 0706 961085. Em ở Lai Dung, Đồng Tháp . Em rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em . Đầu tiên là em vô cây số 1. Cây số 1 là cây ba màu nha cô chú anh chị, ba màu lá lớn ha. Màu trắng tuyết và màu tím bướm và một màu đại phúc hồng. Quá sáo phơm tàn, nó phối màu rất là đẹp ha cô chú anh chị. Màu hoa thì ra ba màu nè. Màu trắng tuyết ha, rồi màu tím nè, rồi một màu đại phúc nữa nè. Đại phúc này đại phúc đó lớn ha. Phơm tàn rất là tròn luôn. Phơm tàn là tròn quay đều hết ha cô chú anh chị. Tàn rất là dày đặc luôn. Cây tông một cốt luôn ha. Một cốt zin, đế thì đế sổ luôn. Củ đế gốc rất là sạch sẽ. Cây này là một cốt zin không có mặt cắt nha cô chú anh chị. Phơm tàn rất là dày. Rồi mã số 1. Cao 1m1, tán ngang 1m1, hoành là 18, mã số 1 600.000. Bên em bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 2. Số 1 và số 2 thì em được một cặp ha. Cặp này về cô chú anh chị mình trưng trước nhà, mình vô chỗ kiểu đó, nó rất là đẹp luôn ha. Cây này thì gồm có 4 màu. Một màu hồng đại phúc, một màu trắng tím, một màu trắng đại phúc nữa ha. Cây này thì gồm có 2 màu trắng, một màu trắng đại phúc, màu trắng tím, màu hồng đại phúc, màu tím bướm, 4 màu. Cây cũng tông một cốt luôn. Củ đế gốc rất là sạch sẽ nha cô chú anh chị. Gốc rất là quái nha, uốn lượn luôn nè. Rồi mã số 2. Cao 1m1, tán ngang 90 và 13, mã số 2 550.000. Tiếp theo mã số 3. Số 3 là một cây tím bướm. Quá xá cây này rất là lùng lực nha cô chú anh chị. Tông một cốt ha, mà nó rất là lực luôn. Phơm tàn em nghiêng xuống cô chú anh chị mình xem ha. Mặt hoa tím bướm thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm chơi. Nó rất là xuyên bông mà là chơi rất là lâu tàn luôn. Cái màu hoa thì cái cánh hoa nó hơi to vậy ha. Nó rất là đẹp luôn. Kép mắt ghép thì cũng đã được nó liền lại với nhau hết rồi nè. Kép rất là lâu luôn rồi. Tàn thì xum xê ha. Cái em đo cái thân ở đây ha. Thân ở đây là 14 nha cô chú anh chị. Cây rất là lật ha. Nguyên một nồi đế luôn. Đế này đế sổ. Đế sổ ha. Độ sổ của nó là 39. Đế sổ rất là đẹp, gốc sạch sẽ. Rồi mã số 3, cao 1m3, tán ngang 1m, hoành 25. Mã số 3 900.000. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 này là một cây ngũ sắc nha cô chú anh chị. Quá sát phơm tàn. Cây này phơm tàn rất là dày luôn. Ngũ sắc thái ha. Cây này cũng 5 màu luôn. Gồm có màu hồng, màu đỏ, màu trắng quất hồng, màu cam, màu vàng. Phơm tàn thì xum xê. Kép mắt ghép thì cũng đã được nó liền nè cô chú anh chị. Ghép quá lâu rồi nó tự nó băng bông keo nè. Nó liền cái thân này lại với nhau hết rồi ha. Cây ghép rất lâu. Củ đế thì đế có một cái dáng bay ha. Độ bay là 35. Gốc sạch sẽ. Rồi mã số 4. Cao 1m3, ngang 1m3, hoành 15. Mã số 4 800.000. Em bao ship toàn quốc. Khi ship thì em ship luôn cả chậu. Cây thì em đảm bảo sống cho cô chú anh chị mình nha. Khi mà cây ship vừa về tới nơi thì nó sẽ có rụng bông và rụng lá một số nha cô chú anh chị. Tại đi đường xa nó khô bầu sẽ gây ra tình trạng rụng bông và lá. Thì bên em cũng đảm bảo cây cho cô chú anh chị mình. Có vấn đề gì thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0706 961085. Bên em hướng dẫn cô chú anh chị mình ha. Tiếp theo mã số 5. Cây này cũng là ngũ sắc luôn.
form tàn tròn và rất là dày đặc nha cô chú anh chị. Cây này thì có một màu tím lửa nữa ha. Đây, màu tím lửa rất là nổi ha. Gồm 4 màu: thái, trắng, phớt hồng, màu vàng, màu cam, hồng sắc pháo, đỏ, tím lửa ha. Củ đế nè, gốc đế thì rất là đặc luôn ha. Quá sáng nguyên một cái nồi đế luôn à. Cũng đế dưới đây ăn xong nữa ha. Cây rất là lùng lực ạ. Cây này là mới búp nụ nên cô chú anh chị mình thấy chưa có bông gỗ ha. Nó nở ra nó sẽ rất là đẹp. Cao 1m2 tới ngang 1m1, hoành 23. Mã số 5 850.000. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng là một cây tím tiết nha cô chú anh chị. Form tàn rất là lớn ha. Quá xá cây form tàn rất là dày đặc luôn à. Tím tiết này là rất là siêu bông luôn, cho ra hoa quanh năm. Cái màu của nó nè, nó về rồi cái màu nó đậm ghi luôn ha. Form tàn tròn đều 4 mặt. Cây rất là năng cây nha cô chú anh chị. Tông một cúc zin luôn ha. Cây này được quá xá cái bộ đế nè cô chú anh chị. Bộ đế sổ luôn ha. Tầm 30 trở lên, củ đế gốc sạch sẽ ha. Không có hẻo vết gì hết. Quá xá cái gốc rồi. Cây này về mình trưng trước nhà rất là đẹp. Tím tiết này là cái dòng hoa nó xuyên bông. Cô chú anh chị mình dễ chăm sóc nữa ha. Rồi mã số 6, cao 1m2 tới ngang 1m2 và 18. Mã số 6 900.000. Bên em bao ship toàn quốc luôn, khi ship ship luôn cả chậu. Tiếp theo mã số 7. Cây này cũng là một cây tím tiết luôn. Cây này tông một cốt luôn nha cô chú anh chị. Form tàn cũng tròn do luôn ha. Tàn rất là xung xê. Cây này đế sổ luôn. Độ sổ gốc sạch sẽ. Rồi mã số 7. Cao 1m1, cao 1m2 tới ngang 1m1 và 16. Mã số 7 750.000. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một gốc bonsai nha cô chú anh chị. Gốc bonsai này là cẩm thạch tím siêu bông ha. Bên em đã phơm tàn lại ha. Và nó bắt đầu nè, nó ra đọt non. Mà nó ra đọt non là nó kèm theo nụ nữa nè cô chú anh chị. Hình tàn nó tròn mà nó đều ha. Đây, cái này là em được hai mâm ha. Đây là mâm dưới, đây là mâm trên. Em đo tổng thể cái chiều ngang về đi. Tổng tới ngang là 80, cao là 66. Dáng này là dáng bay nha cô chú. Em nghiêng vậy ha. Dáng bay, cây bonsai dáng bay ha. Dáng rất là đẹp luôn nè. Một nhánh thì đưa, một nhánh thì ra ha. Nhìn dáng rất là đẹp. Cây này về mình sang qua chậu kiểu á, chân rất là đẹp. Những cái mâm này nó đang búp nụ nha cô chú anh chị. Nè, búp nụ rồi nè. Nụ rất là nhiều ha cô chú anh chị. Đây, đây nữa nè. Cây này là cái dòng hoa cẩm thạch tím này nó xuyên bông lắm. Nó cho ra hoa quanh năm ha. Đế này đế sổ luôn. Chỗ này có giới thiệu cho em vận chuyển xe hồi nhỏ chứ không vấn đề gì ha cô chú anh chị, không ảnh hưởng gì tới cây hết ha. Rồi, mã số 8. Cao 66, tổng tới ngang hồi nãy em có đo ha. Em đo lại luôn. Tổng tới ngang là 80. Hoành 16, mã số 8 700.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 9. Cũng một gốc bonsai luôn, cây này cũng được 20 mâm ha. Quá xá cây đẹp nè cô chú anh chị. Nụ búp búp nó lên rất là nhiều ha. Đây nè. Cây này về tới cô chú anh chị mình nó nở gộ một cái rất là đẹp luôn ha. Em bên em thì đã cũng cắt tỉa phơm được 2 mâm. Rất là đẹp luôn, nhìn dáng rất là quái ha. Đây, cái gốc đó nè. Củ đế dưới đây đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Tốt đế rất là sạch sẽ luôn. Đây. Độ sổ của nó cũng tầm 30 trở lên ha. 30. Củ rất là đặc luôn. Rồi mã số 9 này. Cao là 84.
mâm dưới đây là 56, mâm trên đây là 60 ha. Rồi cái hoành của nó là 17, mã số 9 này 700.000 luôn. Cặp này về cô chú anh chị mình làm bonsai rất là đẹp. Tiếp theo mã số 10 là một cây đại phúc. Đại phúc này phơm tàn lớn nha cô chú anh chị, gốc lùng lực luôn ha. Quá sát cái phơm tàn. Nó dày tàn ha, mà ra hoa nó lại đẹp nữa. Mặt hoa thì rất là đẹp luôn. Cây này đế sổ luôn ha. Độ sổ của nó là, độ sổ là 35. Gốc rất là sạch sẽ, gốc rất là quái luôn nha cô chú anh chị. Cái tàn à, nó đóng nó đưa mấy cái chi ra ra rất là đẹp luôn ha. Rồi mã số 10, cao 90, tán ngang 1m2, hoành 17, mã số 10 này 700.000. Cây này về cô chú anh chị mình trưng ở trước ban công ha, hai trước nhà đều rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 11 là một cây hồng gân bông đậm quá sát, rất là đẹp luôn. Mặt hoa nữa nè, nhìn rất là đẹp đó cô chú anh chị. Hồng gân bông đậm nha. Cái màu hoa nè, nè cô chú anh chị, hồng gân này là nụ nó hồng từ nhỏ nè. Nè, khi nó mới bút nụ này ha, là nó đã hồng rồi. Đây, khi mà nó lớn, nó nở rộ một xíu thì nó chuyển sang trắng như thế này. Còn khi mà bông nó già, càng già thì nó chuyển sang cái màu hồng đậm luôn như thế này ha. Đây, rất là đẹp luôn. Cây này về cô chú anh chị mình lấy bo cũng rất là nhiều bo luôn ha. Được đế sổ luôn. Chén gốc rất là sạch sẽ, gốc khỏe, không có hẻo vết gì hết ha. Gốc sạch sẽ. Còn mã số 11, cao 1m1, tán ngang 1m2 và 17, mã số 11 700.000. 700.000 là giá bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 12 là một cây sakura trắng phớt hồng nha cô chú anh chị. Cây này là phơm tàn lớn ha. Cây này về cô chú anh chị mình làm cây dù rất là đẹp luôn. Tại vì mình làm cây dù là tàn phải nó nhiều như thế này, mình làm nó rất là dày đặc luôn. Em nghiêng phơm tàn xuống cô chú anh chị mình xem ha. Rất là dày tàn, xum xê hết. Bông nụ búp thì rất là nhiều luôn. Cây này thì tông một cốt luôn ha. Một cốt bên em là một cốt zin nha cô chú anh chị. Một cốt không có mặt cắt ha. Cái thân ở đây là 14,5, em tính 14 luôn. Cây rất là năng cây. Cây này là nguyên một bộ đế luôn nè cô chú anh chị. Cái cụm đế này hai tay mẹ mơm không dép ha. Độ sổ đế là 36. Quá sáng cây gốc rồi nè. Phơm tàn thì bông búp búp. Màu sakura nè nghe cô chú anh chị. Mặt hoa của nó ha, càng ngày khi cái bông này càng già thì nó chuyển sang màu hồng đậm ha. Phơm tàn rất là dày luôn. Rồi cây sakura này có chiều cao 1m5, tán ngang 1m35, hoành hà 20 ha. Cái nồi đế là 50. Cây này em xin giao lưu là 1 triệu. 1 triệu và giá em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship ship luôn cái chậu luôn. Mã số 12 cũng là cuối clip à. Em cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em clip vừa rồi. Và mong cô chú anh chị xem clip này và ủng hộ nhà vườn em ạ. Em xin cảm ơn. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau.